nhiều. Thế thì với tôi thấy hạnh phúc rất là giản đơn, đó là được làm cái điều mà mình thực sự yêu thích, được cho những người mình yêu thương xung quanh mình làm những điều họ cảm thấy vui sướng nhất. Hạnh phúc không phải là có được những cái thành công hay là làm những điều mà những ai đó yêu thương mình nghĩ rằng mình cần phải có, mà chính mình mong muốn mình có. Và cách đây mấy hôm thì tôi đã vô cùng tự hào về con trai của mình. Khi tôi nói chuyện với một cô chuyên gia sinh thái, người Thái ở trường dạy trường của con trai mình, thì cô có nói rằng là Takai is a part of the nature. Takai đã trở thành một phần của thiên nhiên, và tất cả những cái bạn chúng ta hay những người bạn ở xung quanh này có thể phải học Takai, bởi vì Takai đã rất nhẫn nại, đã nhận biết yêu mến, đã biết cư xử rất là ngọt ngào từ với những cái cây hay là những cái thậm chí là những cái con côn trùng ở xung quanh. Và thực sự đó là cái giây phút tôi cảm thấy vô cùng tự hào, và đó chính là hạnh phúc. Chính con trai của tôi, người đã dạy tôi rất nhiều về yêu thương, về hạnh phúc, và đó là những điều mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn chị Giang rất nhiều. Không biết là mẹ bé Giang có hẹn Tata vào hôm nay nhớ theo dõi tất cả những chuyện bên TV1 không ạ? Mẹ đã có nói với cả bác bảo và bố là mẹ sẽ nói vào buổi tối nay. Vậy thì những người thực hiện chương trình và chắc chắn là nhiều khán giả sẽ muốn cảm ơn Tata rất là nhiều vì đã dạy cho chúng tôi, cho chúng tôi biết được rằng là mỗi người có một vùng an toàn, và nếu như hiểu được vùng an toàn của nhau thì chúng ta sẽ hạnh phúc trong vùng an toàn đó. Và khi mà ngồi cạnh anh Cung Việt thì anh Cung Việt ghi chép rất là nhiều. Không biết là trên những trang giấy của anh là những gì ạ? Cũng ấn tượng về những cái việc mà Tương Giang đã làm cho đồng bào vùng chống lũ, cũng như là cái Tương Giang nói là việc quan trọng là trồng một cái cây nó có đọc ở đâu đó, thì người ta nói rằng là có ba cái việc quan trọng nhất của một đời người, đó là xây một ngôi nhà, có một mái ấm và trồng một cái cây. Trồng một cái cây nó mang lại không chỉ là một cái môi trường đẹp sạch cho nhân loại, mà nó còn là một cái niềm tin chúng ta gửi gắm vào mai sau. Và điều rất chú ý khi mà Đương Giang nói một câu là niềm hạnh phúc của Đương Giang vỡ hòa, niềm hạnh phúc lớn nhất ấy, đó là khi mà đứa con mình kêu lên là đau quá. Tôi hiểu rằng là cái hạnh phúc của Đương Giang cũng như là những bà mẹ có những con tự kỷ đấy, tức là cháu chỉ là cả một người bình thường thôi, thì đã là hạnh phúc vô cùng lớn lao của người mẹ rồi. Và đây tôi nhìn thấy nó giống như một hệ quả đấy, khi Đương Giang mang được cái điều tốt đẹp của mình cho cộng đồng thì dường như cái giải thích nổi, đó là đứa con của Đức Giang sẽ trở thành người bình thường như là mong muốn của Đức Giang. Điều này nó nói lên một cái minh chứng vô cùng giản dị, khi mà cho đi thì mình sẽ nhận lại được.
đi khắp nơi như thế.